Đại phá gì đó. Má này nữa. Làm nhà sáng tạo nội dung cô tới không? Tôi chuẩn bị làm cái clip này nè. Thấy đã không? Giống như là tập thủy tinh vậy á. Bóp ra nó từng bút. Bóp ra cái bút. Bình thường hay uống trà sữa hay có mấy cái viên đó đó, thạch thủy tinh gì đó. Trời đất ơi, mấy cái clip mà khó khó mình còn làm được, mà mấy cái này mà mình không làm được, chúng sanh coi mình ra cái gì. Đó, nên là ngày hôm nay tôi sẽ làm thử, mà người của người ta làm viên nhỏ thôi. Tôi sẽ làm cái viên to như vậy nè, để coi bóp ra nó có bụp 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 bụp. Ra ăn. Em đang yêu vậy chứ. Ta đang quay clip đó má. Đứng im, đứng im. Thiết nghĩ là ông mua cho tôi cái máy mới là được rồi đó. Máy nó quá xịn đi. Cái dịp dưa hấu mà còn quay không nổi nữa rồi. Cái nào anh làm cũng được vậy, hợp tay em vào. Đó được rồi đó, đó được. Nó nghe tôi chửi sợ quá. Không có gì mắc cười luôn á má. Không, nhưng mà nhìn cái mặt em anh nhất là mắc cười. Cái clip này rất là bình thường luôn, má này hay cười quá à. Em đang yêu quá. Rõ ràng. Bớt nịnh lại đi má. Rồi. Còn cái cặn này hả họng ra. Hả họng ra. Cái này bổ lắm. Hả họng ra. Anh cho em uống nhiều quá, em đi ăn đi. Hả cái họng ra. Thấy người ta quay đường không có ăn không. Có ăn tới họng nữa. Chê chê chê. Hả họng ra. Em. Tôi báo ngoài mắt á. Đổ vô đây lại. Ủa thấy tao giống khùng không? Oh, tôi sẽ bỏ cái này vô nè. Đố mọi người cái này là cái gì? Làm sao mà biết được? Tôi còn biết mà. Bỏ nhiêu đây ta? Bỏ vô đại đi, ai mà biết. Tâm linh đi. Tại vì á nói là cái này nó không có hòa tan, nên là phải dùng cái máy này để cho nó. Đó. Cái hồi nãy là muối muối gì đó quên mất tiêu rồi. Còn cái này là canxi cái gì quên rồi. Ông canxi gì không biết nữa. Ông nội nó cho đại vô đi. Không nhớ tên đâu à nội ơi. Rồi vô. Rồi. Vô. Cái này là để cho nó đông cái viên nó lại đó. Cái này thì dễ hòa tan hơn cái nãy. Còn cái nãy là phải dùng máy xin sinh tố đồ quện đồ vô nó mới quện vô được à. Bây giờ tôi sẽ chế vô đây nha. Để một hồi tôi nặng vô cho nó dễ. Ê. Đó, ủa à. Đó, ra thành tròn nè. Ui, giống tôm nồng nọc quá à. Ra cái gì trời. Không ra hình tròn ta. Không, không được. Kỳ quá à. Đó rồi, nó ra cái hình gì á. Ồ, cái này ra hình tròn nè. Không, cái này không ra nha. Cái này ra hình kỳ nha. Tao ghi tao thất bại quá à. Tao nặng nãy giờ nó không có ra hình tròn á bà nội ơi. Nó ra cái gì á, nó ra cái hình gì á trời. Giống như là quyết định tao bỏ vô cái thao cho nó rộng để nặng cho nó dễ nha. Có kỳ lắm. Không hiểu sao mà người ta có thể làm ra được hình tròn ta ha. Sao mà nhức đầu quá đi. Làm thử cái bằng cái muỗng thôi.
không ra được tức quá à. Làm gì á? Rồi chừng này tuổi cũng chịu lấy chồng đi, cái ngày chưa đổ hàng này à. Trời ơi, tao mới lớn rồi lấy chồng gì ông nội. Tao mới lớn hôm qua à. Trời ơi. Mới nhỏ lấy chồng gì cha nội. Tao chửi à. Trời đất ơi. Nó không có ra cái tròn. Mà nó ra cái hình gì đó. Nhưng mà nhìn cũng được quá ha, nhìn cũng được mà, đâu có đến nổi đâu. Nhỏ xíu này thì ra hình tròn nè, nhỏ xíu xíu nè, thấy không? Kệ đi, nó không có ra hình tròn, có ra hình khác cũng được. Cũng đẹp rồi, vậy là quá hay rồi. Nè, vậy quá được rồi. Ta nhà sáng tạo nội dung mà ta sáng tạo cái này phải ra cái khác, vậy là đỉnh độ ông nội. Đang tính mở trà sữa đúng không? Trời ơi, đẹp ha. Rồi bây giờ phải chớp cái này ra nè, xong rồi bỏ vô trái dưa hấu, xong cái mình đập đá đồ vô, cái rứ lên rồi ăn đồ uống đồ ngon quá trời luôn. Lấy cái này để tôi bóp ra thử coi nó có ra giống như ở trên cái clip không nha. Đây, cái này đẹp nè. Đây, cái này nè. Bóp ra thử coi nó có. Ê, nó cũng sắp thành công rồi. Đúng không? Đúng không? Lại nha. Nè, chuẩn bị nè. Ủa, như vậy là được rồi. Không, tại tôi đúng là nhà sáng tạo nội dung. Nhưng mà quan trọng là ăn có ngon hay không. Ăn thử cái nè. Gì cười gì bà nội. Dở nha. Chết dở. Để cái dưa hấu. Cắt dưa hấu ra ăn mẹ đi. Ủa làm cùng làm điên quá trời luôn. Lạnh nhách ông nội. Hả ông ra đi má. Rồi bây giờ tôi dớt cái này ra cho ông ăn cho hết nè. Sáng tạo nội dung nè. Rồi chuẩn bị vô đó ngồi đi. Vô đó ngồi đi. Tao vô tới nơi cho ăn liền nè. Vô ngồi đi cha. Trời ơi, ta lên thực đơn liền nè, ta lên món liền nè. Vô đó ngồi đi. Món trắng miệng à. Ừ, vô nè. Trời ơi, ta ngon muốn chết luôn thấy chưa. Trời ơi, đất ơi. Mừng quá chứ gì, tôi thấy rớt nước mắt rồi đó. Ngon quá đúng ngon. New food đó. Có ai tôi cũng làm cho ăn đâu. Trời ơi, nè thấy chưa. Trời ơi, nhìn thấy là hấp dẫn rồi đó. Rồi, bước lại ăn đi ông nội. Vô. Tha cho anh đi. Tha cái gì vậy hả? Thôi. Ủa mà đường ta không có ăn rồi. Thì thôi nhường cho Phú ăn đi. Khùng quá. Thôi nhường cho Phú ăn đi. Tao bắn chết thằng này. Anh Phú đợi nha. Em xiết qua liền vợ.